Xin chào các bạn. Hôm nay shop sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là bánh mì Kendo siêu mềm bơ sữa. Bánh mì này được rất là nhiều người khách hàng sử dụng luôn, bởi vì nó rất là tiện dụng. Ổ sữa bên trong cũng rất là nhiều. Cái này là một bên trong nó có hai cái bánh như thế này mà nó có sữa bên trong. Vị siêu mềm, ngoài ra còn có vị sô cô la. Còn rất là nhiều vị khác như các thương hiệu khác nữa. Nhưng mà vị Kendo thì rất nổi tiếng với vị bơ sữa sô cô la. Cái lượng bánh mì sáu muối chà bông, rồi sốt pizza, thịt bò, vị cam, bánh mì nhân bơ đậu phộng, bánh mì không nhân, rất là nhiều. Các bạn có muốn đặt hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại và website bên dưới. Ngoài ra shop còn bán bánh mì của thương hiệu, các thương hiệu nổi tiếng như là Cao Lợi Hưng, rồi cái loại bánh bí rất là nhiều. Các bạn có thể ủng hộ thì hãy đặt hàng qua địa chỉ bên dưới. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.